thì thường đã hỏi câu hỏi này đó chính là cái bạn nghĩ đó chu kỳ này một crypto sẽ là như thế nào thì thứ nhất là siêu chu kỳ thứ nhì là cái lý thuyết chu kỳ dài hơn và Thứ ba là những bài nào mà tin tưởng là thị trường này sẽ kết thúc mùa tăng trưởng cuối năm 2021 thì có rất nhiều bạn đã ủng hộ và bỏ phiếu tổng cộng là 1.177 bạn và trong đó chúng ta đều lập phần lớn 781 bạn 66% nghĩ là chúng ta sẽ có chu kỳ dài hơn nghĩa là cái sự tăng trưởng này sẽ kéo dài qua tới năm 2022 Còn phần còn lại đó là 22% nghĩ là tăng trưởng kết thúc vào cuối năm 2021 và cái lựa chọn đầu tiên là siêu chu kỳ thì hiện bây giờ đó là chúng ta thấy được siêu chu kỳ chỉ có 11 phần cái bạn lựa chọn mà thôi thì đương nhiên ngoại trừ các bạn tin là chúng ta đã thấy đỉnh rồi có nghĩa là 67.000 trên Bitcoin đã là đỉnh và chúng ta đã thấy đỉnh của Ethereum ngày hôm qua thì bây giờ chỉ đi xuống mà thôi ngoại trừ các bạn tin video đó nếu như không thì các bạn sẽ tin vào một trong ba trường hợp này tôi nghĩ là như vậy thì bây giờ đó nếu như nhiều bạn nói là phần lớn một người lựa chọn là lựa chọn B cái chu kỳ dài hơn tăng trưởng sẽ kéo dài qua tới năm 2022 thì nhiều bạn sẽ nói là nếu như mà mọi người nghĩ như vậy thì sẽ không phải như vậy thì nếu như như vậy đó thì chúng ta thấy được là có khả năng là A và C sẽ xảy ra C có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là cái sự tăng trưởng kết thúc cuối năm 2021 này nghĩa nghĩa là chúng ta cũng sẽ thấy được là những đồng sẽ tăng trưởng cực mạnh trong khoảng thời gian là 4 tuần tới 8 tuần tới đây sẽ tăng trưởng cực kỳ mạnh và kết thúc mùa tăng trưởng này cuối năm 2021 hay là siêu chu kỳ sẽ xảy ra. Đây là cái sự lựa chọn của các bạn ở thời điểm hiện bây giờ. Phần lớn tin là chúng ta sẽ có cái chu kỳ dài hơn và đương nhiên các bạn thấy được là tính theo lịch sử đó thì mỗi chu kỳ đều kéo dài hơn và chu kỳ này đó chúng ta tính từ cái đáy hay là chúng ta tính từ cái ngày uh, Bitcoin hai bình tháng 5 năm ngoái tới bây giờ thì thật ra mà nói tính Cách nào đi nữa thì chu kỳ này đã bắt đầu dài hơn cái chu kỳ của năm 2017 cũng như là cái chu kỳ của năm 2017 dài hơn năm 2013 gì đó. Thì uh, đây là cái À, điều đã được bỏ phiếu. Còn xin cẩn thần các bạn cũng đã biết rồi. Thường thì uh, tiếp tục chờ đợi xem coi tình hình tăng trưởng như thế nào. Nếu như mà tăng trưởng mạnh từ đến cuối năm, thì coi như là chúng ta sẽ có khả năng cao là kết thúc cuối năm nay. Nhưng mà chu kỳ dài hơn. Nếu như điều đó không xảy ra, thì chúng ta sẽ kéo dài vào tới năm 2022. Có thể kéo dài tới khoảng chừng là tháng 3 hay tháng 6 của năm sau. Còn gì siêu chu kỳ, thường bây giờ thực sự mà nói là không nghĩ chúng ta sẽ có siêu chu kỳ. Cho đến khi nào chúng ta có những tài liệu chắc uh, chắn hơn, Thường sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn. Và đương nhiên, thuận là lòng người lúc nào cũng có những cái chiến lược như là trung bình giá vào thì đương nhiên thường sẽ không bao giờ là all in và đương nhiên không all in vào sẽ không bao giờ all in ra, có nghĩa là thường trung bình giá vào cũng sẽ trung bình giá ra và thường một người mà có lòng tin rất là lâu dài trong thị trường này cho nên bất cứ lúc nào bản thân thường cũng, cũng sẽ lưu trữ một số lượng lớn crypto trong thời gian dài hạn. Nhưng mà đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Còn về việc là nhiều bạn hay thường là, bây giờ có nên chốt lời hay không thì mỗi bạn nên có cái suy nghĩ riêng của mỗi người. Nhưng mỗi người đều phải nên có cái chiến lược chốt lời. Thường đã chia sẻ bạn cái sự quan trọng của việc chốt lời trước đây. Chúng ta thấy được đó là có những cái bài bỏ phiếu rất là thú vị như là đây là cái bài bỏ phiếu mà được tổ chức từ weighted của US Census. Thì chúng ta thấy đó, đây là bài bỏ phiếu mà hỏi những câu hỏi rất là thú vị mà thường cảm thấy là cái câu trả lời cũng là khá là bất ngờ đó chính là câu hỏi này. Các bạn thấy được là câu hỏi là các bạn có biết ai mà nghỉ công việc của mình tại vì họ đã kiếm được cái sự tự do tài chính khi mà đầu tư vào crypto hay không? Thì chúng ta thấy được là 4% của cái số lượng 6.741 người này nói là biết Và các bạn thấy được 7% nói là biết một ai đó biết là có người đã nghỉ công việc của mình Tại vì đã kiếm được lợi nhuận cao trong thị trường này có nghĩa là 11% banhier được một phần trăm của cái số lượng người nói là biết người đã nghĩ tại vì kiếm được lợi nhuận trong thị trường này con số này rất là cao chúng ta thấy được là một câu hỏi khác công thức là thú vị chúng ta thấy được là nhìn vào à, đầu tư vào cổ phiếu đó thì các bạn nghĩ là đầu tư vào cổ phiếu đó thì phần lớn mọi người đầu tư là đầu tư dài hạn hay không thì các bạn thường là nhà đầu tư dài hạn đó là chiếm cái tỷ lệ thì bây giờ là khoảng chừng là 27 phần trăm 19 cộng với 8 trăm có nghĩa là bây giờ khoảng chừng là 27 của những nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán bây giờ đó là đầu tư dài hạn nghĩa là một trong bốn người hiểu đơn giản là như vậy là đầu tư dài hạn câu hỏi tương tự đi qua crypto đó và chúng ta chỉ nói riêng là Bitcoin và Ethereum thôi thì chúng ta thấy được là cái nhà đầu tư dài hạn bây giờ đã chiếm tỷ lệ cao nhất là 28 phần nghĩa là đã có sự thay đổi rồi phần lớn là nhiều người không có nghĩ thị trường này là một thị trường mà các bạn giàu kiếm lợi nhuận nhanh chóng rồi rời khỏi mà chúng ta thấy được là cái thị trường này là một cái thị trường mà bây giờ hầu như cũng ngang hàng với lại chứng khoán theo cái cách là một trong bốn người khi mà tham gia vào thì đã có ý định là đầu tư lâu dài rồi và chúng ta thấy được là những câu hỏi kế tiếp cũng có vài câu cũng rất là thú vị đó chính là thì bây giờ đó nhìn vào tài sản của mình thì chúng ta thấy được là 28% nói là mình đã giàu hơn À, thời điểm này năm ngoái nhưng mà chúng ta thấy được là 29% thì nói là cũng giống tương tự mà thôi 16% nói là mình đã à, có ít tài sản hơn so với về năm ngoái thì điều này rất là thú vị 28% nói là bây giờ tài sản mình đã nhiều hơn năm ngoái nhưng mà 29% thì nói là cũng như vậy mà thôi khi mà tham gia vào trường crypto này Đi tại sao các bạn hãy comment ở bên dưới có thể là họ trade qua lại cho nên à, họ đã bỏ lại nhiều cơ hội lợi nhuận. Còn những người mà nói là họ đã có lời nhiều hơn có thể là họ chỉ hô trong thời gian dài hạn mà thôi Và các bạn cũng đã thấy được là các bạn chỉ cần giữ những đồng lớn thôi cũng có sự tăng trưởng mạnh rồi Kế tiếp thì một câu hỏi cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó cũng rất là thú vị Đó chính là khi mà đầu tư ở trong crypto đó các bạn có nghĩ là mình sẽ có cái sự giàu có hơn là ba mẹ của mình hay là không có nghĩa là sẽ có tài sản nhiều hơn hay không thì 12% 12% nghĩ là có khả năng đó các bạn thấy được là điều này rất là quan trọng tại vì um, ở đâu cũng gì hết các bạn thấy được là càng ngày đó thì vật giá càng leo thang à, cái gì cũng tăng giá nhưng mà một cái không tăng đó chính là lương của mọi người ở thường nghĩ là bất cứ nước nào cũng như vậy mà thôi nhất là ở hoa kỳ và các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó thì rất nhiều người nghĩ là cái cơ hội mà họ có được cái tài sản nhiều hơn là ba mẹ của họ à, thời điểm mà ba bè họ còn trẻ đó thì có rất nhiều cơ hội bây giờ cơ hội nó đã ít hơn và bây giờ đó vật giá nó cao hơn cho nên cái gì cũng khó khăn hơn các bạn thấy được là đi học cũng đi học nhiều hơn nhà cửa thì cứ tăng cứ tăng liên tục mà lương thì lại không tăng bằng cho nên cái cơ hội mà có thể là tích lũy được tài sản đó nó khó hơn là trước đây cho nên nhiều nghĩ là rất khó để có thể bằng cái uh, ba mẹ của mình trước đây nhưng mà các bạn thấy đời thông mô tiếp đó thì có thể là khiến cho nhiều người có được tự do tài chính và 12% nghĩ là sẽ có thể là có tài sản nhiều hơn ba mẹ của mình các bạn thì nghĩ như thế nào về những cái câu trả lời này có giống như các bạn nghĩ hay không thì các bạn hãy comment ở bên dưới à, điều kế tiếp nữa đó thì các bạn thì được Bloomberg đã chia sẻ à, một cái bài đó chính là cái bài thống kê mới nhất của Bloomberg liên quan đến crypto này tháng 11 của năm 2021 thì nói tóm lại đó Thì Bloomberg nghĩ gì Thì cái bài này là khoảng chừng là 8 trang Thường nhớ là như vậy Thường đã trên thời gian để mà đọc Nhưng mà thường sẽ không chia sẻ từng trang với các bạn Mà thường sẽ chia sẻ những cái điểm nổi bật mà thôi Thì điểm nổi bật đó là từ nay đến cuối năm Thì Bloomberg vẫn nghĩ là Tình hình là Bitcoin sẽ tiếp tục Tiến tới là 100.000 đô Và Ethereum sẽ tiến tới 5.000 đô Thì cái con số này nó khá là Ít nếu chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ Là Ethereum đã là 4.570 rồi Và chúng ta thấy là những công ty như là Goldman Sachs đã ra dự đoán là Ethereum sẽ tới 8.000 đô Và trên trên Thùng Capital thì nghĩ là có thể lên tới là 8.600 đô Thường đã chia sẻ à, trước đây với các bạn Thì đó là cái sự chẩn đoán về cái phương diện giá cả Và càng ngày đó thì Bloomberg nghĩ là Bitcoin càng khẳng định Cái vị thế của mình như là một vàng điện tử Và điều thú vị đó là ngay cả cái bản thống kê của Bloomberg là cái bài báo lớn Bloomberg đó, thì cũng nói về Shiba Inu thì bây giờ đó Bloomberg nói là ngoại trừ là những đồng lớn ra đó thực ra chúng ta có rất nhiều những cái token mà cứ tăng trưởng rồi cái lại sẹp xuống nghĩa là những cái token đó những cái token bong bóng mà thôi và có thể có thể thôi Bloomberg nói có thể là Shiba Inu là một trong những cái đồng đó nhưng mà dù sao nữa đó thì Bloomberg vẫn nghĩ là Shiba Inu cũng có cái vai trò quan trọng đó chính là thu hút thêm những người mới tham gia vào trong thị trường này và những người nào mà bây giờ đó là không có tìm hiểu về crypto nhất là những người trong tài chính đó, thì đã bỏ lại rất nhiều cơ hội và điều này đó cũng có thể là dẫn đến là không thể tư vấn cho khách hàng của mình một cách thỏa đáng tại vì không có hiểu về thị trường này cho nên đó, những cái người mà nhất là tư vấn tài chính á, thì khách hàng lúc nào cũng mong muốn là họ đi trước mọi người có thể là hiểu thêm một thị trường mới cho nên trách nhiệm của họ nếu như mà các bạn là một người làm trong tài chính mà các bạn là một người mà chuyên về tư vấn tài chính thì các bạn có trách nhiệm là phải tìm hiểu những cái trend mới để mà tư vấn cho khách hàng của mình nếu như mà một người mà làm về tài chính mà quá cố chấp thì sẽ không tốt cho khách hàng đó chính là cái lời chia sẻ của Bloomberg trong bài viết này thường tóm tắt lại để các bạn hiểu và nói tới đây chúng ta sẽ chuyển qua để mà nói một số những cái thông tin liên quan tới những cái altcoin Thì nói chung thì các bạn thấy được là altcoin thì tình hình gần đây đã có rất nhiều đồng đạt đỉnh mới như thường đã chia sẻ với các bạn Nhưng mà cũng có một số đồng đứng ở một chỗ như là chúng ta thấy được là đồng Cardano Thì Cardano bây giờ đó đã bị xóa ngôi bởi Solana Cardano là chúng ta được là tổng số vốn hóa là 65 tỷ trong khi là Solana tăng trưởng và đã mức mức là 72 tỷ có nghĩa là đứng hàng thứ năm Kerodon đứng hàng sáu, thì nhiều người bây giờ đó là thường thấy là trên mạng xồi thì rất là thích chấm quẹt Kerodon, tại vì nói là Kerodon đó thì cứ xoay quanh cái mức 2 đô la, nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là nào cũng đã có cái sự tăng trưởng rất là mạnh rồi, trong vòng một năm qua đã tăng 2.090%, thì chúng ta nhìn vào một năm trước đó, chúng ta nhìn vào cái giá của nào đi, chỉ có là 9 sen mà thôi, tháng mười à, một ngày 4 tây. Cardano chỉ có 9 cent mà thôi Chúng ta nói tới giá của năm 2020 Mà một năm sau từ 4 sen à, từ 9 cent đó Các bạn được là Cardano đã lên tới 2 đồng là 5 cent rồi Thì tăng trưởng cũng rất là mạnh rồi Nhưng mà các bạn thấy được Cardano đó Thì cũng có nhiều lúc các bạn thấy được là đi hàng ngang một thời gian dài Rồi sau đó tích lũy Rồi lại, lại có, có sự tăng trưởng Cũng như là nhiều đồng mà thôi Cho nên những lúc mà các bạn thấy những đồng lớn mà các bạn yêu thích mà không tăng trưởng đó đó là những lúc mà các bạn thấy được là sau này nhìn lại thì nhiều bạn sẽ thấy rất là hối tiếc các bạn cũng đã nhớ là Premium cũng có rất nhiều thời gian xây quanh cái mức là 200 đô, 300 đô một thời gian dài cái đây một năm và lúc đó là nhiều người cũng cười Ethereum nói là đồng này đồng đồng là sẽ không tăng trưởng nữa nhưng mà các bạn thấy được kết quả như thế nào thì lúc nào cũng vậy mà thôi các bạn thấy được là đồng này tăng rồi sau đó là tới cơ hội của đồng khác rồi sau đó có thể là đồng khác nữa rồi tích lũy một thời gian rồi lại có những cái thông tin mới dẫn đến là đồng đó lại tăng trưởng trở lại và chúng ta nói tới đây đó thì nhìn vào cái sự đầu tư của những quỹ đầu tư lớn đó chúng ta nói những quỹ như là các bạn đã quen thuộc rồi như là ray scale, uh, hay là 3 iq purpose, 21 share etc, pro share thì hàng tuần đó cái thông tin này thường đã chia sẻ trên những cái bảng soi ngày hôm qua rồi nhưng mà để thống kê thì tuần vừa rồi một thanh một tuần đó tuần vừa rồi chúng ta vẫn thấy là có thêm tiền đổ vào trong thị trường này đến từ những cái quỹ và đặc biệt đó là các bạn thấy được là tuần vừa rồi đã tuy là không nhiều và cái tuần trước đó tuần trước đó là quá nhiều rồi nhưng mà tuần vừa rồi đó vẫn có thể thấy được là 288 triệu đã đổ trong thị trường này và họ đã đi vào những đồng nào các bạn thấy được là phần lớn vẫn tiếp tục là đi vào trong Bitcoin 268 triệu trong cái con số là 280 mấy triệu đó là vào Bitcoin Ethereum là 16 triệu, Solana là 14 triệu. Kế tiếp nữa là chúng ta thấy được là Polkadot, Cardano rồi tới Litecoin Thì chúng ta thấy được là Bitcoin có không gì gọi là lạ Nhưng mà các bạn cũng đừng ngủ quên đối với Ethereum Ethereum bây giờ đó vẫn là một trong những đồng lớn mà được rất nhiều những quỹ đầu tư hỗ trợ và nói tới Shiba Inu đó thì các bạn thấy được là cái thông tin là đồng Shiba Inu này các bạn có thích hay là không thích cũng không quan trọng Các bạn nghĩ là đúng hay sai cũng không quan trọng cái quan trọng là đây là một đồng mà nhiều người nào mà kiếm được lợi nhận thường vẫn tiếp tục là chúc mừng những bạn đó nhưng mà thực sự đó là hiện bây giờ đó cái sự trading liên quan tới Shiba Inu rất là kinh khủng cho nên rất nhiều sàn đã nhanh chóng đưa ra thêm nhiều sản phẩm C1 Shiba Inu này các bạn thấy được là ngay cả Coinbase hôm nay đã thông báo đó là Coinbase Pro đã có cái cặp liên quan tới đồng Shiba Inu và đồng Euro cũng như là Shiba Inu và đồng bảng Anh cũng như là chúng ta thấy được là à, bây giờ đã Shiba Inu đã có tổng cộng là lên tới cái mức là 900.000 điều chỉ ví. Trong bài viết này nói là 900.000 cũng không đúng đâu các bạn. Tại vì mỗi người có thể có nhiều điều chỉ ví. Mọi điều chỉ ví có thể là... À, thu cho mọi người cho nên à, điều mà chúng ta nói tới đây đó là có sự tăng trưởng đột biến liên quan tới cái số lượng địa chỉ ví của Shiba Inu như là có nhiều người mới à, đó là dấu hiệu là nhiều người mới tham gia vào và đầu tư vào Shiba Inu và lưu trữ và chúng ta thấy được là một trong những thông tin cũng rất là thú vị đó chính là một trong những người mà đầu tư Shiba Inu đó người này đó bỏ ra tổng cộng là 8.000 đô la và trong 8.000 đó đó người này đã đầu tư và bây giờ đó 8.000 đó đã trở thành là 5 tỷ đô la rồi và gần đây đó trong số 5 tỷ đó là 2,9 tỷ đã được di chuyển qua bốn cái địa chỉ bí khác không phải là bán nhiều người nói là đi là chỉ đi di chuyển trên mạng mà thôi di chuyển qua bốn địa chỉ khác thì chúng ta được là đầu tư 8.000 đô mà trở thành 5 tỷ là một con số cực kỳ kinh khủng mà tới bây giờ người này vẫn không muốn bán mà chỉ di chuyển mà thôi thì các bạn nghĩ là người này còn chờ đợi đến Shiba Inu tăng đến cỡ nào nữa và nói tới đây đó thì sang Kraken ngày hôm qua đó có một cái bài thuyết chia sẻ là nếu như mà có đủ thì nhớ là 2.000 likes trên cái bài thuyết này thì Sang Kraken sẽ list đồng Shiba Inu, nhưng mà cuối cùng hôm nay cũng không thấy đồng Kraken list và sang Kraken này đó là một cái sàn mà cũng khá là gắt giao liên quan tới đồng nào được lên. À, cho nên nhiều người cũng cảm thấy là lạ là Kraken sẽ có đồng Shiba Inu, nhưng mà hiện bây giờ đây vẫn chưa có trên sàn Kraken, nhưng mà dựa theo bài thuyết này thì họ cũng có ý định là list đồng Shiba Inu. Và một thông tin cuối cùng liên quan đến Shiba Inu đó chính là có một cái đợt ký tên để khuyến khích là công ty Amazon chấp nhận thanh toán bằng đồng Shiba Inu. Thì tổng cộng đã có tổng cộng là 173.373 chữ ký được tích lũy bởi cái đợt ký tên này và chúng ta thấy được là đây là một cái công việc làm để cho gây cái sự chú ý mà thôi tối thuận là thực sự mà nói là bây giờ đó công ty Amazon vẫn không muốn chấp nhận Bitcoin tuy nhiên những đồng lớn thì tại sao lại chấp nhận Shiba Inu và nếu như các bạn à, nghĩ đến điều này thì một cái công ty tại sao lại chấp nhận những cái đồng như là Shiba Inu vân vân các bạn thấy được là những cái sàn giao dịch thì hiểu được tại vì họ có lợi nhuận là những cái người mà giao dịch họ có thể lấy được cái phí từ giao dịch Shiba Inu Nhưng mà chúng ta nói tới Amazon thì thực sự mà nói nếu Amazon list on Shiba Inu này và cho dùng để thanh toán thì họ được cái lợi gì? Thường thì nghĩ đây chỉ là một cái à, điều gì đó để gây sự chú ý mà thôi Tại vì đồng Shiba Inu bây giờ đó vẫn rất là nhiều người yêu thích vì lý do đó cho nên chúng ta mới có những cái thông tin này Nhưng mà có rất nhiều những thông tin liên quan đến Shiba Inu cho nên thường cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn Kế tiếp thì liên quan tới Ethereum nữa cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn là càng ngày chúng ta lại càng thấy nhiều Ether được đốt đi và bây giờ tổng cộng đó là 754.548 Ether nghĩa là khoảng chừng 3,4 tỷ đô la đã được đốt đi và chúng ta thấy đó đã con số này là đốt đi trong thời gian chỉ có 3 tháng mà thôi 90 ngày Nghĩa là mỗi 1 phút đó là khoảng 5.7 y tờ bị đốt đi Các bạn thấy được chúng ta lấy số chẳng thôi Là khoảng chừng là 5 y tờ đi Được đốt đi Mức giá là khoảng 4.500 đô Thì các bạn nhân lên 5 Để thấy được con số là bao nhiêu tiền à, Bị đốt đi mỗi 1 phút rồi Bây giờ đó là phần trăm lạm phát của Ether chỉ còn có 2% mà thôi so với 4% trước đây có nghĩa là đã giảm đi tổng cộng là các bạn thấy được là 61,91% và dù sao nữa các bạn thấy được như được đã chia sẻ trước đây đó các bạn thích hay là không thích đồng Shiba Inu đây là một đồng mà ở trên cái hệ thống của Ethereum và mỗi lần mình giao dịch trên mạng là sẽ có Ether bị đốt đi vẫn trong cái top 10 à, những cái đồng mà đốt nhiều Ether nhất trong cái thời gian 24 giờ qua và đương nhiên Ethereum là một chứng đồng mà Thuận rất là thích đã từ lâu rồi và nhiều bạn cũng đã xem những cái danh mục đầu tư của Thuận thì cũng đã biết là bây giờ đó là Ethereum là đồng mà Thuận lưu trữ nhiều nhất còn nhiều hơn cả Bitcoin nữa đây là cái sự kiện đã có từ nhiều tháng rồi tại vì Ethereum tăng giá và nói tới đây đó thì chúng ta thì được là Goldman Sachs cũng đã đưa ra cái dự đoán là Ethereum đó là sẽ có cái mức giá là khoảng chừng 8.000 đô từ đây cho đến cuối năm cao hơn là cái mức được chia sẻ bởi Bloomberg mới đây là Bloomberg nói là Ethereum sẽ tiến tới 5.000 đô bây giờ chúng ta thực sự rất gần rồi nếu như Ethereum muốn nó trong vòng 1-2 ngày thôi thì đã tới cái mức là 5.000 đô rồi bây giờ là mình xác nói là Ether sẽ tới 8.000 đô nhưng mà cái điều mà quan trọng đây Goldman Sachs là một trong những cái công ty lớn à, đầu tư và các bạn thấy đi bây giờ đó tên tuổi của Ethereum hầu như đã gắn liền với lại Bitcoin về cái phương diện mà những nhà đầu tư ủng hộ với điều này rất là quan trọng tại vì các bạn thấy được là Ethereum nó là một trong những cái đồng mà có rất nhiều những quỹ đầu tư bây giờ ủng hộ những công ty lớn ủng hộ và ngay cả các bạn thấy đó là những cái đồng mà chúng ta thấy bây giờ đó nhiều bạn nói là đồng này tốt hơn đồng kia nhưng mà thật ra mà nói một trong những điều rất quan trọng là đồng này đó được ai hỗ trợ và cái thực lực của họ cao như thế nào giống như chúng ta nói tới Ethereum trước đây đó nhiều bạn có nhớ là trước đây tại sao mà đứng trước những cái dự án trước đây Ethereum gặp rất là nhiều những cái tin tức xấu của năm 2018 đó, năm 2019 thì tại sao mà thông vừa có dẫn lòng tin tại vì đó nhiều bạn cũng đã nhớ thường chia sẻ là công ty Coinbase là một công ty rất là ủng hộ cái sự phát triển của Ethereum tại sao mà thường nói như vậy các bạn đã thấy được là Công ty Coinbase đã đầu tư vào rất nhiều những cái dự án khởi đầu đến từ Ethereum và như bạn có thấy là công ty Coinbase mỗi một lần mà có đồng Ethereum nào bắt đầu thì cơ hội rất cao là sẽ được lên trên sàn của Coinbase nhất là chúng ta thấy được là những phong trào DeFi đó Coinbase lúc nào cũng muốn đi đầu hết và chúng ta thấy được là Coinbase là một trong những đơn vị rất mạnh ủng hộ sự phát triển của Ethereum đây là điều mà có thể nhiều bạn không có nhận ra được và công ty Coinbase lại là cái công ty đứng sau lưng để mà ủng hộ cái sự phát triển của Polygon. Các bạn có thể nhớ là thường chia sẻ cái đây không lâu là bài viết liên quan đến là công ty Coinbase họ sẽ sử dụng cái hệ thống của Polygon, hệ thống tầng 2 của Ethereum. Và thêm vào đó nữa chúng ta thấy được là những cái thông tin như là liên quan đến những cái đồng như là chúng ta nói tới là đồng BNB thì đây là mạng lưới đương nhiên được hỗ trợ bởi sàn Binance. Chúng ta nói tới Solana thì có những cái đơn vị như là chúng ta thấy là FTX ủng hộ. Chúng ta nói tới Cardano đi thì Cardano các bạn thấy được là một trong những đồng mà gần đây cũng đã đạt được một cái thành tích là có tới 2 triệu địa chỉ ví bây giờ đã trên mạng lưới của Cardano. Và chúng ta thấy được là cho Hutchinson là một người mà đi đây đi đó và bây giờ là tập trung rất nhiều vào trong những cái quốc gia châu Phi để mà khi dựng cái nền tảng cho Cardano Thì nhiều bạn hỏi là tại sao mà tới bây giờ đó chúng ta thấy là uh, Cardano vẫn chưa có sự uh, tiến triển Tại vì Cardano bây giờ đó là đang chờ đợi Đó chính là chúng ta muốn thấy một cái DAX Một cái ứng dụng phi tập trung chạy được một cách nhanh chóng cho mạng lưới của Cardano thì bây giờ đó chúng ta cũng nghe nói những cái thông tin như là liên quan tới concurrency issue cho lưới của Cardano thì đang được triển khai và thường thì nghĩ là chúng ta chỉ đang chờ đợi để có một cái sản phẩm trên mạng lưới của Cardano thu hút được nhiều người mà thôi thì mạng lưới Cardano sẽ có, sự tiến triển tốt đó chính là cái suy nghĩ cá nhân của thằng mà thôi tôi muốn chia sẻ với các bạn thông qua cái video này liên quan tới Cardano các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới cái video này và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay để tất cả những cái thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn và những bên nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất bằng cách là các bạn có thể tham gia vào Telegram channel Facebook hay là Twitter hay là các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus như là đến từ sàn phá sinh XPT hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit và hiện bây giờ đó Bybit đang có một cái deposit bonus nhận tối đa lên tới 3.500 đô khi mà nạp tiền lần đầu tiên và cái phí giao dịch đến những người nào mà đăng ký lần đầu tiên cũng sẽ được giảm 10% cái tháng đầu tiên và đương nhiên đối với lại sàn Bybit và sàn MoonXPT các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu rút tín hiệu trên miễn phí và những mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi khác thì cũng có sàn Margin FX Hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX Đây là một sàn mà cũng là rất nổi tiếng và các bạn có thể nhận được 5% giảm phí giao dịch Cũng như những mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đó có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase hay là sàn Binance US và đương nhiên ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng landing có lại các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và crypto khoan Rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi, đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.